Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình thay mặt cho kênh Phát Thái TV đến phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đến nhà anh Chí, gặp anh Chính để giao lưu và gửi đến các bạn một số lời qua mẫu đơn để các bạn xem và ủng hộ nha các bạn. Rồi, để không làm mất thời gian, mình đi vào chi tiết gặp anh Chính mau lẹ. Rồi, xin chào anh Chính, ơi. Rồi, xin chào bà con, chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay mình thay mặt cho chú Dường có một số rồi qua mẫu đơn cũng giao lưu cùng các bạn, thì cũng mong các bạn ủng hộ mình ha. Trước khi đi vào chi tiết thì cũng xin nói như thường lệ thôi, thì đây bao hàng toàn quốc với đơn hàng từ 300 ngàn trở lên, chứ 300 ngàn thì bà con phụ từ xếp cho mình ha. Rồi, để không mất thời gian đi vào chi tiết, cây số 1 là rồi. Cây phụng quần lửa ha. Rồi, đi vào chi tiết luôn rồi coi. Ừ, đúng là cây này cái số 1 là cây phụng hoàng lửa nha bà con. Cây này cái hình phụng hoàng luôn rồi bà con ơi. Có cái đầu rồi có cái đuôi luôn. Cây này đẹp nha bà con. Có cái bông đây nữa. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 42. Tán ngang thì 23, quá 24. Rồi xoay xoay qua cho anh xem cái bông cái anh. Đây cái bông này nè, cái đầu của cái bông nè bà con. Anh sao có cái đuôi luôn. Rồi cái quỳnh gốc nó được 4 phân mà coi. Quỳnh gốc 4 cm, thân nó cũng 7-8 phân gì, 6-7 phân gì ha anh. Cái thân này 5 phân rồi mà coi, 6 phân. 6 phân. Đây, cây một cốt sạch nha bà con, giống phụng hoàng luôn. Rồi cho xin giá cây phụng hoàng lửa này luôn nha anh. Phụng hoàng lửa mã số 1 này có giá là 250k luôn bà coi. 250k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 2 là phụng hoàng cam. Rồi mã số 2 là cây phụng hoàng cam đang cho qua luôn. Cây này cái tông cao nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao nó được 56. Tán nha thì 40. Quá đang búp nụ. Đang nụ búp đều được 5 cái búp. Thôi 2 cái nữa bà con. Thoát thân nó là 9 phân, còn hoành thân nó được 3 phân rưỡi nha bà con. Cây này già chát nứt da me hết nha bà con. Rồi cho xin giá cái phụng hoàng lửa này luôn em. Mã số 2 này có giá là 180k bà con ơi. Phụng hoàng cam 180k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 3 là phụng hoàng kim. Rồi, cho xin thông số luôn đi anh. Chiều cao là 44, tán ngang là 40. Chiều cao 44, tán ngang 40. Cây này được bốt cũng đọt. Cây này sắp sửa ra hoa nha bà con. Cây mập lù luôn. Cây 3 phân rưỡi. Cây này rất là khỏe nha bà con, mập lù. Phụng hoàng cam, bông màu vàng, tinh khiết. Rồi, cho xin giá cái phụng hoàng cam này luôn đi anh. Phụng hoàng cam mã số 3 này có giá là 100k luôn mà coi. 100k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 4 là cái tím xe Vĩnh Châu. Tím xe Vĩnh Châu, cái form cây này đẹp lắm nha bà con. Form đẹp mà nụ đâm nhiều quá bà coi. Toàn thơ cũng dày luôn, đang bút nụ. Đâm nhiều quá rồi. Rồi, cho xin thông số cái tím xe Vĩnh Châu này luôn đi anh. Rồi, chiều cao là 58, tán ngang 34. Cho xin xem mấy cái nụ nó đây, nụ dày đặc hết nè. Cây này về đến nhà vài bữa chỗ bông là đỏ cây hết nha bà con. Rồi quanh gốc nó được 3 phân rưỡi rồi coi. Một gốc lên 2 thân. Cây này rất là sự, rất có duyên nha bà con. Rồi cho xin giá cây tím sen Vĩnh Châu này luôn đi anh. Cây Vĩnh Châu mã số 4 là có giá là 180k luôn rồi coi. 180k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 5 cũng là một cây tím sen Vĩnh Châu. Vĩnh Châu luôn. Cây này thì có tông hơi cao hơn cây vừa rồi nha bà con. Toàn cũng đang bắn dày đặc hết. Rồi cho xin thông số luôn đi anh. Rồi. Chiều cao là 67, tán ngang 25. Tàn dày đặc hết nha bà con, cũng đang bút nụ. Trên đọt quá trời, nó tủa nhánh. Cây rất là khỏe luôn. Quanh gốc nó được 4 phân luôn bà coi. Cây này cái đế nó lúc ở dưới không biết dưới nó sao nha bà con. Cây cũng cây thần chậu không.
Rồi, sao xin giá thầy tiến sang Vĩnh Châu này luôn nè. Tiến sang Vĩnh Châu mã số 5 này có giá là 150k luôn. 150k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 6 là Phụng Hoàng Cam. Một cây Phụng Hoàng Cam bonsai mini nha bà con. Đang bước qua. Rồi, cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 30, tán ngang thì 19. Ba cái hoa nha bà con. Thốt thân thì 13, còn hoành thân thì bằng lớn hơn đĩa thuốc lá một tí nha bà con. Rồi, cho xin giá cái Phụng Hoàng Cam này luôn đi anh. Phụng Hoàng Cam mã số 6 có giá là 90k bà con ơi. 90k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 10. Mã số 6 rồi sao tới mã số 10? Mã số 7 chứ. Mã số 7. Mã số 7 là Phụng Hoàng Kim. Phụng Hoàng Kim, hai cây này một cả nha bà con, cũng đang bung đọt đều hết trơn à. Mỗi cây đều có 4 tược trên đầu hết nha bà con. Ở dưới thì nó đâm cây cối ơi. Cây này thêm 2 tược nữa. Dạ, cho xin thông số đi anh. Hai cây này đồng chiều cao đó, cây thôi. Chiều cao là 45. Phụng Hoàng Kim đang bắn tược non nha bà con. Rồi cái hoành gốc này nó lớn hơn cái điếu thuốc tá mình một tí. Rồi cho xin giá Phụng Hoàng Kim này luôn nha. Phụng Hoàng Kim mã số 7 này có giá là 70k cho một cây luôn. 70k cho một cây, trời đổi cây luôn anh. Cây này cốt nó cũng lớn cũng già cây nha bà con. Mã số 8 là Phụng Hoàng Lửa. Cây này hai cây nó cũng chia nhánh cũng rất là đẹp nha bà con. Một cây chia nhánh dưới và một cây chia nhánh thoát thân cao lên nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao thì hai này chắc đồng rồi. Mỗi cây được mấy tược báo bà con lắm luôn anh. Chiều cao là 52, cây 52 này nó được 5 tược. Hai tược dưới, hai tược này với một tược đọt. Với một tược chủ. Còn bên đây thì cũng 5 đọt luôn mà nó mọc ở trên. Tược đâm trên đọt. Hoành thân thì nó nhỏ hơn điếu thuốc lá mình một tí nha bà con. Cây này thì phong nó hơi cao hơn cây này chút nha bà con. Phụng Hoàng Lửa. Rồi, cho xin giá là Phụng Hoàng Lửa luôn. Phụng Hoàng Lửa mã số 8 này có giá là 100k cho một cây luôn bà con ơi. 100k cho một cây, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 9 là Phụng Hoàng Kim. Thêm hai cây đang cho qua. Cây nào cũng ba tựa, hai cây này cái phong giống giống nhau, tựa nhau đều lắm nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Không tiếp phê chưa. Đó. Chiều cao là 28. Tháng nha, không tính đi. Quá, bông đẹp quá, đẹp luôn rồi bà con. Cây nào cũng vậy. Cây mập lùn. Rồi cái hoành thân nó thì tầm điếu thuốc lá mình luôn. Rồi cho xin giá luôn đi anh. Giá cho mã số 9 này có giá là 50k cho một cây luôn. 50k một cây quá dễ xài bà con ơi. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 10 là Phụng Hoàng Cam. Phụng Hoàng Cam. Cây này mới cắt đọt đang bắn tược non lại trên đầu nha bà con. Đâm nhiều lắm. Cây rất khỏe nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Cây nào được mấy tược báo luôn anh. Cây này 3 tược, 5 tược, 7 tược. Cây bên này 7 tược nha bà con. 8 tược luôn, có tược nhỏ nữa. Cây này có chiều cao là 20. Hay thấp hơn cây này chút. Cây này 4 tược đều. Thì có chiều cao là 23. 4 tược chia đều. Nó bắn có chỗ 2 tược, 2 tược. Cái này nó mới bắn ra đợt này chưa tính nha. Chưa tính là nó nhiều lắm ạ. Rồi cho xin giá Phụng Hoàng Cam này luôn đi anh. Phụng Hoàng Cam mã số 10 này có giá là 60k cho một cây luôn. 60k cho một cây, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 11 là Phụng Hoàng Lửa. Phụng Hoàng Lửa mã số 11. Rồi cho xin thông số Phụng Hoàng Lửa đi anh. Chiều cao là 28. 28cm mỗi cây nha bà con. Rồi cho xin cái giá luôn đi anh. Cái hoành thân gốc luôn đi nữa, hoành gốc luôn nữa, lớn hơn con nút mình tí. Còn cái giá thì là 40k cho một cây luôn mà coi. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 12 là cánh hạch sọc hồng. Hạch sọc hồng, hai cây này đều lắm nha bà con. Hai cây đều nụ ra đều nha bà con. Một cặp này rất là đều hết cho nha bà con. Đều tàn luôn, chiều cao cũng ngang ngửa luôn.
Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi. Chiều cao thì 3m8. Tán ngang thì 28. Đang bóp nụ đều hết bà con ạ. Cây nào cũng vậy. Cái hoành gốc thì nó nhỏ hơn cái điếu thuốc lá một tí. Rồi cho xin giá cẩm thạch sọc hồng này luôn đi anh. Sọc hồng mã số 12 này có giá là 90k cho một cây luôn. 90k cho một cây. Loại này lâu lớn lắm nha bà con. Rồi đổi cây luôn đi anh. Mã số 13 là đỏ nhung cẩm thạch. Đỏ nhung cẩm thạch mã số 13. Cây này cây giống nhưng mà nó cũng lâu rồi, nó cao khá rồi nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 34. 34cm chiều cao. Cái hoành gốc thì cái bằng đầu của ai? Đá rất là đẹp luôn. Rồi cho xin giá đỏ nhung cẩm thạch này luôn đi anh. Cẩm thạch mã số 13 có giá là 70k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn đi anh. Mã số 14 là cây ngọc như ý. Cây đánh là ngọc như ý mã số 14. Cây rất là khỏe. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 22. Chiều cao 22cm nha bà con. Cái hoành thân thì bằng đầu đũa ăn nha bà con. Cái này là hôm trước xịt trễ thành ra nó có sâu. Có sâu nó ăn lá rồi. Nó dần dần lá rồi rồi. Rồi cho xin giá ngọc như ý luôn đi anh. Rồi ngọc như ý mã số 14 này có giá là 100k cho một cây luôn bà con. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 15 là tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu. Hai cây này một cặp rất là xứng nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 47 bà con ơi. 47. Cây nào cũng ba tược hết ha anh. Hai tược đọt ha anh. Hai tược đọt, một tược dưới chân. Tược dưới chân nữa nè. Cây nào cũng có một tược chân hết. Bà con về muốn để không thì ấy. Nhưng mà hai cây một cặp nên để thì rất là đẹp nha bà con. Lá mình nha bà con. Dọn đi xuống lá một tí. Rồi cho xin giá tím sen Vĩnh Châu luôn anh. Tím sen Vĩnh Châu mã số 15 có giá là 90k cho một cây luôn bà con. 90k cho anh một cây. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 16 là vàng son Cần Thơ. Hai cây này một cặp luôn. Đồng nhau luôn. Cây nào cũng 3 tược tới 5 tược hết trơn. 5 tược hết, 5, 6 tược hết. Từ 5 tược, 4 tược trở lên bà con ơi. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 72 luôn. Hãy đếm coi. Bên này 1, 2, 3. Bên này nữa là 4. Với đột chủ nó là 5. Cây này cũng vậy nữa là 5. Bà con ơi, 5 đột 4 tược với một đột chủ nữa. Hai cây này đều xứng luôn. Rồi thì cái hoành gốc này nó cũng nhỏ đĩa thuốc lá mình tí thôi. Xem đĩa thuốc hydro á. Rồi cho xin giá luôn anh. Rồi giá mã số 16 này có giá là vàng son Cần Thơ này có giá là 100k cho một cây luôn bà coi. 100k cho một cây. Rồi đổi cây luôn đi anh. Mã số 17 là vàng sọc Tiền Giang. Vàng sọc Tiền Giang cây giống nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao được 26. 26cm vàng sọc đầy đầu. Dòng cái hoành gốc thì nó bằng cái đầu nhang đốt mình thôi. Thân nó nhỏ thôi bà con ơi. Rồi cho xin giá vàng sọc Tiền Giang này luôn. Vàng sọc Tiền Giang mã số 17 này có giá là 70k cho một cây luôn. 70k cho một cây. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 18 là vàng sọc Sà Cừ. Sà Cừ, vàng sọc Sà Cừ đang cho qua. Sà Cừ ơi. Rồi cho xin thông số đi anh. Lấy cây thấp đi anh. Rồi cây thấp là 32 nha bà con. Nó lên Sà Cừ hết nè bà con, đang bốc nụ. Đây cũng vậy luôn. Rồi cho xin giá luôn nè. Rồi giá cho mã số 18 và sọc Sà Cừ thì có giá là 40k cho một cây luôn. 40k cho một cây. Rồi đổi cây luôn anh. 19 là vàng sọc Cánh Bầu. Vàng sọc Cánh Bầu. Cây này lô là giống không nha bà con nữa. Cây nhỏ. Rồi cho xin chiều cao đi anh, thông số đi anh. Rồi chiều cao là 40 đúng luôn bà con. 40cm vàng sọc Cánh Bầu.
Rồi cho xin giá dàn sọc cánh bầu luôn nè. Cánh bầu mã số 19 có giá là 40k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 20 là cây đỏ kép. Đỏ kép. Đỏ cánh kép, trông rất dòng này bông đẹp lắm nha bà con. Cây hai tợt nhưng mà cây đang bốc nụ. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 13. Cây này thì nhỏ thôi nha bà con. Rất ai chơi là... có bông liền thì nữa về lấy cây này xem bông nha bà con. Còn chưa thì lấy cây này. Rồi cho xin giá luôn đi anh. Rồi mã số 20 này có giá là 50k trong cây luôn. 50k trong cây đỏ kép. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 21 là vàng kép. Hồng kép. Có hồng kép. Hồng kép. Mã số 21 hồng kép. Cái này thì nó cũng lứa cây rồi nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 55. Tháng ngang cũng xính nè. Thì rất là sung nha bà con. Bắn đọc non. Rồi quanh nốt bằng cái ống nút kia bà con. Rồi cho xin giá cái hồng kép này luôn đi anh. Hồng kép mã số 21 có giá là 70k luôn. 70k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 22 là vàng kép à. Kép. Một cây cao, một cây thấp. Rồi đo cây thấp lấy cái mẫu đó đi anh. Rồi cây thấp là 45 nha bà con. 45cm. Đo luôn cây cao luôn là 54. Ngược lại. Đây, vàng kép, cái bông nó hơi cháy nắng chút nha bà con. Rất là đẹp luôn. Cái quanh gốc thì nó nhỏ hơn ống đút tí nha bà con. Đó. Cây thì bằng ống đút, cây thì nhỏ hơn, hai cây không đẹp. Rồi cho xin giá luôn đi anh. Rồi giá cho mã số 22 có giá là 40k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 23 là Mỹ đỏ đuôi phụng. Mỹ đỏ đuôi phụng mã số 23. Rồi cho xin thông số Mỹ đỏ đuôi phụng luôn đi anh. Rồi chiều cao là 54. Cây thấp với nhiều con. Một cây cao đây đo luôn. Cây cao này thì đứng tới 61. Cây nào cũng đang bắn độc non hết nha bà con. Rồi cái hoành thân này thì nó to hơn cái ống nút mình tí bà con ơi. Rồi cho xin giá đi đỏ đưa phụng này lên anh. Đỏ đưa phụng mã số 23 có giá là 60k bà con. Rồi đổi cây luôn đi anh. 60k một cây. Mã số 24 là hồng phấn sữa. Cây này bông nó cũng sắp tàn nè. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 33. Tháng ngang 37. Hồng phấn sữa bông rất là đẹp nha bà con. Màu rất là ngọt luôn. Quay mốt 3 phân rưỡi luôn. Cây này có phong đẹp quá. Rồi cho xin giá hồng phấn sữa này luôn nè. Hồng phấn sữa mã số 24 có giá là 60k thôi bà con. 60k. Rồi đổi cây luôn nè. Mã số 25 là cây Pháp Hường. Pháp Hường mã số 25. Bốn tợt mà được ba cái bông. Cây này hình như cánh quạt có duyên lắm nha bà con. Rồi chiều cao là 67. Tán ngang 41. Cho xin xem cái bông Pháp Hường cái anh. Bông quá đẹp luôn bà con. Tuyệt vời. Quanh gốc được 3 phân rưỡi luôn bà coi. Thoát thân nó được nhiêu anh? Rồi thoát thân là 12. Quanh gốc 3 phân rưỡi. Rồi cho xin giá luôn anh. Rồi giá cho mã số 25 này có giá là 130k thôi bà coi. 130k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 26 là cây cam dạ quang. Cam dạ quang. Quá rồi nụ đỏ hết rồi. Rồi, cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 55. Tán ngang là 45. Quá. Nụ gạch nụ hết luôn. Tốt thân một tấc luôn. Cây này. Còn quanh gốc thì quá. Nó bằng điếu qua hero luôn. Lớn hơn điếu hero chút, còn sâu dưới nha bà con, không khai thác đế nha bà con. Cây một cốt gốc rất là đẹp luôn, cam dạ quang. Rồi cho xin giá hay cam dạ quang này luôn đi anh. Cam dạ quang mã số 26 này có giá là 120k luôn nha bà con. Rồi đổi cây luôn anh.
Mã số 27 cũng là cam dạ quang nữa. Cũng là một cây cam dạ quang nữa, cây này cây lớn á. Cây già cây à. Rồi, cho chiều cao luôn. Đây, chiều cao là 72 luôn. Tán ngang là 44. Quá, khệt nụ hết rồi. Đỏ. Đây, cái bông nó nở được mấy bông rồi nữa nha bà con. Cánh rất là to luôn. Rồi, quanh gốc được 5 phân luôn. 5 phân có dư luôn. Cây này cái củ đế quái nha. Rồi cho xin giá cây cam dạ quang này luôn anh. Dạ quang mã số 27 này có giá là 200k luôn nha bà con. 200k, đổi cây luôn anh Chính ơi. Mã số 28 là tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu, cây này tông cao nha bà con. Rồi cho xin thông số luôn đi anh. Chiều cao là 86. 8033. Rồi xây dài dòng đi anh. Cây này có form cũng đẹp nha bà con, ai chơi tông cao thì sau này cây lớn tàn thì lấy cây này. Rồi quanh gốc là 3 phân rưỡi xiết hết. 3 phân rưỡi quanh gốc. Cây này cái đế cũng như cái nơm nha bà con. Rồi cho xin giá cây tím sen Vĩnh Châu này luôn đi anh. Tím sen Vĩnh Châu mã số 28 này có giá là 200k luôn bà ơi. 200k mã số 28, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 29 cũng là tím sen cũng Vĩnh Châu nữa. Cũng là cây tím sen Vĩnh Châu nữa, cây này 3 tược ha, 2 thân ha anh. Một gốc 2 thân đưa lên 3 tược ha. Bên đó, trên này đẻ nhiều tược lắm bà coi. Các chục tược trên này nè. Rồi cho xin thông số này. Rồi là 76. Tán ngang thì 38. Cây này rất là sung nha bà con, cũng đang đóng nụ. Cây này dáng nó đổ hơn cây nãy nha bà con. Về đặt đứng lại bà con. Đứng lại. Rồi 4 phân rưỡi đúng luôn bà coi. Gần gốc. Cây này cái cổ cũng giữ hơn cây nãy nhiều lắm nha bà con. Cây này đưa đứng lại là bộ củ đẹp rồi. Củ rất là đẹp luôn. Rễ quá một rễ à. Rồi cho xin giá cây tím sen Vĩnh Châu này luôn. Cây Vĩnh Châu mã số 29 này có giá là 200k luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 30 là cây phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa. Cây này một tốt có thân cao và chia đẹp nha bà con. 2, 4, 5 tược. 6, 7 tược. 7 tược. Cây này được 7 tược bà con ơi. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 82. Sáng ngang là 32. Cây này có phong đẹp, quá đẹp. Cái quần gốc này nó bằng điếu hydro nha bà con. Anh cho cái thoát thân thôi anh. Thoát thân là 45. 45 cm thoát thân chia tàn bà con ơi. Rồi cho xin giá luôn đi anh. Rồi giá cho mã số 30 cái phụng hoàng lửa này có giá là 130k luôn. 130k, rồi đổi cây luôn đi anh. Mã số 31 là cái phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam. Đây là cây bonsai nha bà con. Xiên nụ luôn. Cây này đẹp. Chiều cao là 25. Tán ngang 30. Đây bông nữa nha bà con. Cây này bonsai. Cây này để cái bông tông ở trước cửa nhà là đẹp lắm. Rồi 3 phân đúng luôn cái quỳnh thân nha bà con. Rồi cho xin giá luôn anh. Rồi mã số 31 này có giá là 150k luôn. 150k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 32 là cái phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa, cây này với cây nãy vô một cặp luôn nha bà con. Bạn là đặc sản luôn bà con. Tròn do luôn. Rồi chiều cao là 31. Tán ngang là 22. Quá đẹp đây. Tẹo tàn hết trơn. Rồi 4 phân cho hoành thân luôn. Rồi
Rồi, cho xin giá cây phụng hoàng lửa này luôn anh. Phụng hoàng lửa mã số 32 này có giá là 200k luôn rồi coi. 200k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 33 là cây trai trắng lá trùng. Trắng lá trùng. Rồi, cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 66, 8054. Cây nó cũng qua được bông rồi nha bà con, cũng còn sót lại vài bông vậy. Lá thì xanh tốt, miết luôn. Rồi, quanh gốc này 7 phân bà con ơi. Một cốt một nha bà con, cái củ dưới này bự lắm nha bà con. Rồi, cho xin giá cây trắng lá trung này luôn đi anh. Lá trung mã số 33 này có giá là 170k luôn. 170k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 34 là cây Mỹ đỏ. Mỹ đỏ lá Mỹ cam bà con ơi. Cây thần chậu nha bà con, cây thần chậu từ nhỏ. Rồi quay vài vòng rồi cho thông số luôn đi anh. Rồi cho thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 94, 8055. Rồi, cho xin xem cái bông ra. Đây, nó đang bóp sữa sạn nở, đỏ dệ luôn. Cuốn này bà con, cuốn đỏ tư luôn. 7 phần cái hoành thân nha bà con, đó trên này nha. Dưới này nó có mắt, còn ngay đây là 7 phần rồi nè. 7 phần là khúc trên nha bà con, dưới này thì nó dồn bự hơn nhiều lắm. Có độ dễ, cây này cũng quái nha bà con. Rồi cho xin giá cây Mỹ đỏ này luôn nha. Mỹ đỏ mã số 34 này có giá là 200k thôi bà con ơi. 200k Mỹ đỏ mã số 34. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 35 là cây hồng tím thơm. Hồng tím thơm đang cho qua mã số 35. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 66, 8000 cũng vậy luôn bà coi. Rồi, còn nụ búp rất là nhiều nha bà con. Như này qua nở muốn tàn. Này nụ búp. Rồi, hoành gốc cũng được 6 phân đúng luôn. 6 phân cây một cốt nha bà con. Cây này già cây lắm à, thần chậu từ nhỏ tới lớn. Hồng tím thơm. Rồi cho xin giá cái hồng tím thơm luôn anh. Hồng tím thơm mã số 35 này có giá là 150k thôi bà coi. 150k. Hồng tím thơm này cũng là cây cuối luôn. Rồi cuối clip gửi về lại đến bà con đi anh. Cuối clip cũng cảm ơn bà con đã theo dõi ha. Dạ. Cuối clip cũng xin gửi đến bà con một ngày mới được vui vẻ hạnh phúc và mang được phát đạt. Hẹn gặp lại bà con clip sau. Xin chào bà con. Rồi chào tạm biệt bà con và chào tạm biệt anh Chính nha anh Chính. Đó.